Xin chào, lại là Nam đây ạ. Và ngày hôm nay Nam sẽ tiếp tục gửi đến cho toàn thể chúng ta những cái câu chuyện trong những cái cuốn sách hay. Và rất vui chúng ta lại gặp nhau trong một cái khung giờ quen thuộc. Và ngày hôm nay thì để thay đổi không khí so với những cái buổi phát trực tiếp lần trước, đã giới thiệu về một vài quyển sách và đã giới thiệu rất nhiều cái quyển sách ở cái thể loại phát triển bản thân, thì những cái cuốn sách đó nó sẽ giúp cho các bạn rất nhiều. Tuy nhiên giới thiệu một lần rất là nhiều cuốn sách như vậy thì cũng sẽ gây cái tâm lý nó hơi là hơi bị choáng, hơi bị ngợp cho các bạn. Và ngày hôm nay để thay đổi không khí, Nam sẽ đọc cho các bạn nghe những cái mẫu chuyện ngắn. Và những cái mẫu chuyện này thì trích trong một cái cuốn sách có tên là 102 mối tình đầu. Nếu mà nói đến mối tình đầu thì các bạn nói đến mối tình đầu thì các bạn sẽ nghĩ ngay đến là chúng ta đang nghĩ đến ai, đúng không ạ? Và đó chính là những cái tình yêu, có thể nói là tình yêu đầu đời của các bạn, tình yêu đầu đời của tất cả chúng ta. Và chắc hẳn là trong mỗi người chúng ta đều ai thì cũng có cái mối tình đầu của riêng mình, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì Nam sẽ chia sẻ đến các bạn những cái câu chuyện trong cái cuốn sách này. Những cái câu chuyện có thể là nó là những câu chuyện ngắn thôi, tuy nhiên nó chất chứa trong đó những cái tâm tư, những cái tình cảm, và chúng ta đâu đó chúng ta sẽ thấy được cái hình bóng của mình, cái mối tình đầu của mình ở trong những cái câu chuyện này, thưa quý vị. Và đối với nói về mối tình đầu thì chắc hẳn chúng ta đều nghĩ đó là những cái hình ảnh rất là đẹp đẽ, đúng không ạ? Và rất là thuần khiết, rất là dễ thương. Và đó là những cái người mà đã mang đến cho chúng ta một cái cuộc đời ngỡ như là rất là đẹp, và những cái hình ảnh và có thể làm thay đổi cái cuộc đời của bạn. Ngay bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu, cùng đón nghe một cái câu chuyện về mối tình đầu được trích trong cuốn 102 mối tình đầu mà Nam đang cầm trên tay đây ạ. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe nha. Ngày hôm nay thì nhẹ nhàng thôi, và chúng ta sẽ cùng thư giãn trong một buổi tối ngày thứ tư rất là mát mẻ như thế này. Nếu mà có thời gian thì mình sẽ đọc nhiều hơn là một câu chuyện, có thể là hai hoặc ba, rất nhiều điều để chia sẻ. Chào anh Quốc Tuân, anh Nam có mối tình đầu không thì đọc rồi sẽ biết nha. Và đâu đó thì tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng quay lại cái ký ức đối với những người. Nam tin rằng thì tất cả những cái bạn bè trên Facebook của Nam thì đến độ tuổi này, hoặc là những cái anh chị lớn thì đều đã từng trải qua cái mối tình đầu của mình rồi. Chào em Phương, có kể về mối tình đầu của anh không? Ngày hôm nay thì chỉ có đọc sách thôi, chứ còn không kể riêng về cá nhân của mình. Và như đã nói thì chúng ta, bất cứ ai trong chúng ta đều có thể bắt gặp được cái của mình trong những cái câu chuyện này. Và xin phép đọc cái câu chuyện trong cái cuốn này cũng có khá như là nhiều cái nội dung thú vị. Và sau khi đọc cái câu chuyện này xong thì nếu có thời gian mình sẽ đọc thêm một số cái nội dung khác nữa nha. Tại vì câu chuyện này nó cũng sẽ là tương đối, nó sẽ dài hơn một chút. Câu chuyện nó được mang tên là Chưa kịp nói anh yêu em. Tôi có một cậu bạn, chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, và anh ấy tên là Kim. Tôi luôn xem anh như là một người bạn, cho đến năm vừa qua khi chúng tôi đi du lịch cùng chung trong một câu lạc bộ. Lúc đó tôi chợt nhận ra là mình đã yêu Kim. Trước hết, trước khi kết thúc chuyến đi, tôi đã đến bên Kim và thổ lộ tình yêu của mình. Và sau đó chúng tôi đã trở thành một cặp yêu nhau, nhưng cách chúng tôi yêu nhau thì rất khác. Tôi luôn quan tâm đến chỉ một mình anh, nhưng anh thì lại có quá nhiều cô gái. Đối với tôi, anh là người duy nhất. Nhưng đối với anh, có lẽ tôi chỉ là một cô gái như vô vàn cô gái khác. Kim, anh có muốn đi xem phim không? Tôi đề nghị. Anh không thể. Tại sao vậy? Anh bận à? Tôi cảm thấy nỗi thất vọng bao trùm. Không, anh đi gặp một người bạn. Anh luôn là như vậy. Anh gặp gỡ những cô gái khác ngay trước mặt tôi, và xem điều đó là chẳng có điều gì. Đối với tôi, tôi chỉ là một cô bạn gái. Và lời yêu từ tôi, bởi vì khi biết anh, tôi chưa bao giờ nghe anh nói anh yêu em. Chào Như Thảo. Đối với chúng tôi, không có bất kỳ ngày kỷ niệm nào cả. Anh đã không nói gì kể từ ngày đầu tiên, và cứ như thế cho đến 100 ngày, 200 ngày. Và một ngày nọ, anh đã nói với tôi,
Em à, gì đấy, đừng có kéo giọng như thế. Tôi đã nói em yêu anh. Em hãy cầm lấy con búp bê này về đi nhé. Đó là cách anh phớt lờ ba từ của tôi và ấn vào tay tôi con búp bê. Sau đó anh biến mất giống như chạy trốn. Cứ như thế đều đặn mỗi ngày, tôi đều nhận một con búp bê. Búp bê chất đầy phòng, từng con một, rất nhiều búp bê. Đến một ngày, hôm đó là sinh nhật lần thứ 19 của tôi. Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, tôi đã vẽ ra một bữa tiệc với anh và nhốt mình trong phòng chờ đợi điện thoại từ anh. Tôi đã từ chối tất cả các cuộc gọi của bạn bè chỉ để chờ anh. Nhưng trưa qua, tối đến và chẳng mấy chốc trời đã tối sầm, anh vẫn không điện. Tôi thấy mệt mỏi với công việc nhìn chăm chăm vào điện thoại suốt ngày. Chợt gần 2 giờ sáng, anh bất ngờ gọi điện, đánh thức tôi dậy. Anh bảo tôi đi ra ngoài. Khi ấy vẫn tràn đầy sung sướng, chạy ra ngoài một cách hạnh phúc. Chào Thu Hoàng nha, hôm nay anh sẽ đọc một câu chuyện về mối tình đầu. Anh đưa cho tôi một con búp bê. Đây, cầm lấy. Anh lại ấn vào tay tôi. Tôi ngạc nhiên thốt lên, gì thế? Hôm qua anh chưa đưa nó cho em, vì thế hôm nay anh đưa. Thôi anh về đây, tạm biệt. Chờ đã, anh có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay à, hôm nay là ngày gì thế? Tôi cảm thấy rất buồn, vì tôi vẫn nghĩ anh nhớ ngày sinh nhật của tôi. Nhưng anh đã quay đi lưng và bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không thể nén bình tĩnh, tôi hét lên. Anh đợi đã, em có chuyện gì muốn nói à? Hãy nói với em, hãy nói với em là anh yêu em. Sao thế? Anh hãy nói đi. Tôi đã hạ mình khẩn thiết van nài, nhưng anh chỉ nói những từ lạnh lùng và bỏ đi. Anh không muốn nói anh yêu một người nào đó một cách dễ dàng. Nếu em thất vọng vì không nghe anh nói thế thì em hãy tìm người khác đi. Anh bỏ đi ngay sau câu nói đó. Chân tôi như khuỵu đi, tôi đã rũ xuống đất. Sao anh có thể? Tôi cảm thấy có lẽ anh không phải là người dành cho tôi. Sau hôm đó, tôi nhốt mình trong phòng, chỉ khóc và khóc. Anh không gọi điện, mặc dù tôi vẫn đợi. Anh chỉ tiếp tục gửi đến cho tôi một con búp bê nhỏ vào mỗi buổi sáng trước hiên nhà. Đó là lý giải cho việc búp bê mỗi ngày lại tràn ngập phòng tôi. Sau một tháng, tôi dần lấy lại tinh thần và đến trường. Nhưng vết thương lòng của tôi lại khơi lại. Tôi nhìn thấy anh trên đường với một cô gái khác. Trên tay là con búp bê của anh. Nở nụ cười trên gương mặt anh. Nụ cười mà anh chưa bao giờ dành cho tôi. Khi anh chạm vào con búp bê, tôi đã chạy thẳng một mạch về nhà, nhìn vào những con búp bê trong phòng và nước mắt tuôn trào. Muốn ngất đi vì lúc tức giận, tôi đã ném những con búp bê xung quanh thì bất thình lình chuông điện thoại reo. Đó là điện thoại của anh. Anh bảo... Anh bảo tôi ra trạm xe buýt phía ngoài nhà. Tôi cố gắng bình tĩnh và đi ra trạm xe buýt. Tôi tự nhủ mình sẽ quên anh ta, rằng mọi chuyện sẽ kết thúc. Khi đến nơi, anh đến bên tôi, tay giữ một con búp bê thật to. Anh nghĩ là em sẽ giận lắm chứ. Em vẫn đến thật à? Tôi không thể ghét anh ta. Anh ta đã cư xử như chưa hề có gì xảy ra, và còn đùa cợt nữa chứ. Ngay sau đó, anh đưa cho tôi con búp bê như thường lệ. Tôi bảo, em không cần nó. Tại sao? Anh ngạc nhiên. Tôi giật lấy con búp bê từ tay anh và ném nó đi. Tôi nói, em không cần con búp bê này. Em không cần nó nữa. Em không muốn nhìn thấy người nào giống như anh nữa. Tôi tuôn ra tất cả những lời bực bội giấu giếm trong lòng. Không giống như những lần trước, anh thể hiện sự bàng hoàng. Tôi nói tiếp, anh là đồ ngốc, tại sao anh lại chọn búp bê? Hãy ném nó đi. Nhưng anh dường như là một người câm điếc, làm ngơ những gì tôi nói và chỉ lẳng lặng bước đến để nhặt con búp bê. Khi đó, những tiếng bin bin phát ra từ một tiếng còi ô tô thật to vang lên, một chiếc xe tải đang lao về phía anh. Tôi hét lên, nhưng anh đã không nghe tiếng cọt tiếng của tôi. Anh vẫn cúi xuống và nhặt con búp bê. Tránh ra, ầm, một âm thanh khủng khiếp vang đến. Đó là cách anh đã rời xa tôi. Đó là cách anh đi mà không để lại cho tôi một lời nào. Sau ngày hôm đó, suốt ngày tôi chỉ cảm thấy tội lỗi và nỗi buồn xâm chiếm vì mất anh.
Và sau 2 tháng như người điên, tôi đã lấy những con búp bê, những món quà duy nhất mà anh đã để lại cho tôi từ khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Tôi nhớ đến ngày đầu tiên yêu anh và bắt đầu đếm thời gian chúng tôi đã yêu nhau. 1, 2, 3, rằng như thế nào nhỉ? Tôi bắt đầu đếm số búp bê 484, 485. Con số dừng lại ở 485 con búp bê. Tôi bắt đầu khóc. Trên tay là một con búp bê. Tôi ôm chặt lấy nó. Thình lình, anh yêu em, anh yêu em. Tôi đánh rơi con búp bê, thật sự choáng váng. Anh yêu em. Tôi nhặt một con khác lên, ấn vào bụng nó. Anh yêu em, anh yêu em. Không thể như thế. Tôi ấn bụng tất cả những con búp bê. Anh yêu em, anh yêu em. Những từ này bật ra không ngớt. Anh yêu em. Tại sao tôi đã không nhận ra điều này? Rằng trái tim anh luôn ở bên tôi, luôn bảo vệ tôi. Tôi lôi con búp bê dưới gầm giường ra và nhấn vào bụng nó. Đó là con cuối cùng. Con đã rớt trên đường và trên người nó vẫn còn vương máu của anh. Một giọng nói chợt bật ra. Một giọng nói mà tôi đang rất nhớ. Em có biết hôm nay là ngày gì không? Chúng ta đã yêu nhau 486 ngày. Em có biết 486 ngày có ý nghĩa gì không? Anh không thể nói anh yêu em, bởi vì anh quá xấu hổ. Nếu em tha thứ cho anh và nhận lấy con búp bê này, anh yêu em mỗi ngày cho tới khi chết. Anh vẫn yêu em. Nước mắt tôi bắt đầu tuôn trào. Tại sao ông trời lại đến hôm nay mới cho tôi biết điều này? Anh không thể ở bên tôi, nhưng anh đã yêu tôi cho đến giây phút cuối. Vì điều đó và vì lý do đó, đối với tôi, đó sẽ là nguồn động lực để tôi sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. Một câu chuyện rất là ngắn và cũng khá là buồn. Tuy nhiên thì nó cũng để lại những cái cảm xúc rất hay khi mà là một trong số những cái câu chuyện trong cái cuốn sách mà 102 cái mối tình đầu này. Và Nam sẽ, chắc là thời gian nó cũng trôi nhanh vì cái giọng đọc của mình nó hơi nhanh á, thì Nam sẽ đọc thêm một câu chuyện nữa cho các bạn nghe nha. Câu chuyện nó có tựa đề là Lời xin lỗi thứ 100. Một lời xin lỗi thứ 100. Và mình sẽ đọc cho các bạn nghe, các bạn đợi mình một chút xíu. Lời xin lỗi thứ 100. Đó là ngày đầu tiên của học kỳ 1. Tôi xong sớm hơn một tí. Tôi gọi điện cho anh. Này, hôm nay em về sớm, anh ghé đón em nhé. Ừ, chờ anh 5 phút. 5 phút à, trường ngay kế bên nhà anh cơ mà. Anh phải chuẩn bị một tí. Anh nhanh nhanh nhé. 2 giờ chiều, mặt trời nóng bức. Tôi đứng dưới tán cây và quạt cho mát. Dù cũng chẳng ăn thua gì, nhưng có quạt vẫn hơn. 5 phút trôi qua, anh vẫn chưa xuất hiện. Tôi thấy không hài lòng khi nhìn đồng hồ. 10 phút và anh vẫn chưa đến. Hay là anh gặp tai nạn? 15 phút trôi qua, rồi anh cũng xuất hiện. Sao anh tới trễ thế? Anh thậm chí chả tỏ vẻ gì có lỗi. Anh đang xem tivi. Cái gì? Tivi á? Tại sao anh không ngủ, tắm và ăn trước khi đến đây luôn? Tôi chả còn gì để nói. Không cầm cái mũ bảo hiểm anh đưa cho tôi, chỉ đứng đó và nhìn anh chằm chằm. Anh xin lỗi. Đó là lần đầu tiên anh nói lời xin lỗi với tôi. Kể từ khi quen anh, tôi biết anh là một người ích kỷ và chưa một lần nào xin lỗi một người con gái. Tôi nhìn anh, cầm lấy mũ và để anh đưa về nhà. Anh hành động như vậy, không giải thích và không cãi vã. Điều duy nhất là anh làm là anh đã xin lỗi. Với tôi, không phải cái gì cũng giải quyết được bằng một lời xin lỗi. Tôi không bao giờ hỏi tiếp sau mỗi lần anh xin lỗi. Anh nói rằng đó là lần đầu tiên anh xin lỗi một người con gái. Dù đã can đảm nhận lỗi, nhưng anh chưa lần nào sửa cả. Nói lời xin lỗi đã trở thành điều khiến tôi không nói được gì nữa. Nước mắt lăn dài trên má vào lần thứ 59, anh nói lời xin lỗi. Tôi gật đầu, anh không cần phải xin lỗi em nữa. Nếu anh không thay đổi, thì đừng để em cho anh hết cơ hội này đến cơ hội khác. Hy vọng và tin rằng anh sẽ thay đổi. Anh ôm tôi nhẹ nhàng, nói lời xin lỗi thứ 60. Thậm chí lần đó anh cũng không thay đổi và cũng không có bất cứ lời nào giải thích cho tôi cả. Tôi bắt đầu lo lắng, không biết liệu anh có điều gì giấu tôi hay không. Anh có chuyện gì mấy ngày nay vậy?
Đâu có gì đâu. Sao anh lại đối xử với em kỳ vậy? Đâu có. Anh có thể nói gì khác hơn câu đó không vậy? Anh có biết là em lo lắng, đứng ngồi không yên. Anh có coi em là bạn gái của anh không? Anh xin lỗi. Em không muốn nghe anh xin lỗi nữa. Tôi dập điện thoại và không gọi lại, thậm chí không hỏi thăm. Có lẽ là từ nay chúng tôi nên chia tay. Đây là lần thứ 99 anh nói lời xin lỗi. Từ ngày đó tôi không bao giờ điện thoại cho anh hay đi tìm kiếm anh. Thỉnh thoảng tôi thấy anh có những cuộc gọi vô danh trong máy mình, nhưng mỗi lần chào thì nó lại im. Tôi nghĩ đó là điện thoại của anh. Nhưng tại sao lại không nói cơ chứ? Một tháng trôi qua, tôi hết chịu nổi cảm giác không có anh, nên tôi chạy tới trường tìm anh. Tôi đứng ngoài lớp và tìm xung quanh, không thấy bóng dáng của anh đâu. Xin lỗi, anh cho em hỏi có anh ít ở đây không ạ? À, mình nghĩ là bạn ấy đã nghỉ học rồi. Tại sao vậy? Nhưng anh ấy nghỉ từ lúc nào? Bạn ấy không đến lớp đã một tháng nay rồi. Vâng, một tháng. Một tháng không đi học. Sao vậy ta? Tôi vội vã về nhà gọi điện cho anh. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Tôi gác máy, gọi tới số điện thoại nhà anh, nhưng vẫn không có ai trả lời. Có chuyện gì vậy nhỉ? Gia đình anh đã chuyển nhà ư? Cứ như là anh biến mất khỏi mặt đất này mà không để lại một chút dấu vết gì cả. Tôi không thể tìm ra anh. Khi tôi đang quẫn trí thì điện thoại reo. Một đứa bạn của tôi. Đó là một trong những đứa em của anh và là đứa bạn thân thiết của tôi. Này, lâu nay cậu biến đi đâu vậy? Anh ít đang nằm bệnh viện. Sao? Chuyện gì vậy hả? Anh ấy đang nằm trong viện thành phố, chỗ lần trước mà cậu nằm đó. Được rồi, tớ sẽ đến đó liền. Tôi đã chạy hết tốc lực và khi đến cạnh bệnh viện, tôi thấy ba mẹ anh đã ở đó. Tôi hỏi hỏi số phòng và lao nhanh qua sảnh. Anh nằm trên giường, nhìn tôi, không nói một lời, không nhúc nhích. Anh sao vậy? Sao anh không liên lạc gì với em hả? Anh im lặng và dán mắt vào tôi. Nào, hãy trả lời em đi. Sao anh không nói? Một giọt nước mắt lăn xuống bên khóe mắt và như thể là anh đã dùng hết sức bình sinh để thốt lên. Anh xin lỗi. Rồi anh nhắm mắt. Anh đừng như thế. Tại sao anh lại xin lỗi em? Đừng xin lỗi em. Hãy tỉnh dậy đi anh. Hãy trả lời em đi anh. Tôi sụt sịt ngồi xuống bên mép giường anh, nắm chặt tay áo anh và khóc thành tiếng. Tại sao anh phải xin lỗi? Tại sao lại không để cho em một lời giải thích? Em sẽ không tha thứ cho anh. Hãy tỉnh dậy đi anh. Hãy nói lời xin lỗi thì đâu có ích gì. Nếu anh không tỉnh lại, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Em xin anh đấy. Hãy mở mắt ra đi anh. Đó là lời xin lỗi thứ 100. Một nhóm bác sĩ, y tá kéo tôi ra và cố gắng làm cho anh tỉnh lại. Tôi không đứng lên nổi, đầu óc trống rỗng, mắt tôi chỉ nhìn thấy một màu đen tối. Anh đã giả từ cuộc đời này. Tôi đã không còn cơ hội để chạm vào mặt anh nữa. Nhưng đôi khi, anh xuất hiện trong giấc mơ của tôi, nói cho tôi nghe anh đang làm gì. Anh vẫn luôn bên tôi, vẫn sống trong tim tôi và vẫn cười vào sự khờ khạo của tôi và gọi tôi là người yêu của anh. Anh không bao giờ xin lỗi tôi nữa. Sau đó một tháng, mẹ anh đã tới tìm tôi và đưa cho tôi một chiếc hộp. Trong đó có 100 tấm hình. Và sau mỗi tấm hình là một câu chuyện, là lý do tại sao anh làm cho tôi giận. Lần đầu tiên em yêu thương, anh không cố ý đón em trễ. Anh biết rằng lý do này thật sự không thỏa đáng, nhưng khi đó anh không dám nói sự thật cho em trước. Trước khi anh rời nhà, anh thấy đau ở ngực, nhưng anh vẫn để mặc để đến gặp em. Em có tha lỗi cho anh không? Lần thứ hai, em yêu thương. Lần thứ ba, em thương yêu. Lần thứ 100, em thương yêu. Anh không muốn bỏ em một mình trên cuộc đời này. Em là cô gái đầu tiên anh xin lỗi, và cũng là cô gái đầu tiên anh muốn bên cạnh trong suốt cuộc đời anh. Hãy tha thứ cho anh đã không mang đến hạnh phúc cho em, nhưng anh sẽ là thiên thần của em. Luôn theo dõi em, nhìn em khi em hạnh phúc. Hứa với anh, đừng khóc nhé. Anh không muốn khóc, em khóc vì anh như thế đâu. Anh yêu em. Làm sao tôi không khóc đây? Những gì mà anh nói làm sao được chứ? Tấm hình cuối cùng anh chụp trong bệnh viện, mặc dù anh ốm lắm, nhưng nụ cười của anh tươi hơn bao giờ hết. Khuôn mặt của anh trắng và dường như đang cố sức nở nụ cười trong bức ảnh cuối cùng. Bức ảnh chính là khi anh gặp tôi nhất, thì tôi lại không bên cạnh anh.
Em xin lỗi. Tôi nắm chặt bức hình và khóc cho cả hai chúng tôi. Một câu chuyện ngày hôm nay đọc cho các bạn nghe hai câu chuyện, thì là hai câu chuyện đều có cái kết thúc khá là buồn. Tuy nhiên, cái điều mà cuốn sách này 102 mối tình đầu muốn mang đến cho chúng ta, đó chính là những cái dư vị, những cái cảm xúc của những cái tình yêu đầu đời. Và trong thông điệp của cuốn sách gửi đến cho chúng ta, thì mong rằng chúng ta hãy nhớ rằng cuộc sống không được đo bằng hơi thở mà bằng những khoảnh khắc. Và chúng ta nín thở vì ngạc nhiên. Hãy suy nghĩ về những điều này. Có thể bạn không nhận ra điều đó, nhưng nó sẽ đúng. Ít nhất trên cuộc đời này có hai người sẽ tình nguyện chết vì bạn, và có 15 người trong cuộc đời này sẽ yêu bạn theo một cách nào đó. Một nụ cười bạn có thể mang đến niềm vui cho ai đó, thậm chí là những người không thích bạn. Hàng đêm có ai đó sẽ đang nghĩ về bạn trước khi họ nhắm mắt. Bạn là cả thế giới với một ai đó. Nếu không vì bạn, ai đó có thể là như không đang sống vậy. Bạn là đặc biệt và duy nhất. Khi bạn nghĩ rằng bạn không có cơ hội để đạt được điều mình mong muốn, có thể bạn sẽ không đạt được, nhưng nếu bạn có niềm tin và đợi đúng thời điểm, không sớm thì muộn, bạn sẽ đạt được điều đó. Khi bạn phạm một lỗi lầm lớn chưa từng có, một điều tốt đẹp có thể xuất phát từ ngay điểm đó. Khi bạn nghĩ rằng cuộc đời quay lưng với mình, thì hãy nhìn lại, hẳn bạn đã quay lưng với cuộc đời này chăng? Ai đó mà thậm chí bạn không biết rằng hoặc cái sự tồn tại của họ đang yêu bạn. Luôn nhớ những lời khen mà bạn nhận được, và hãy quên đi những lời phê bình, ác ý. Luôn nói với mọi người bạn cảm thấy như thế nào về họ. Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn khi họ biết điều đó, và cả hai sẽ hạnh phúc. Nếu bạn là có một người bạn tốt, hãy dành thời gian để nói cho họ biết họ tuyệt vời như thế nào. Và điều động lại sau hai câu chuyện này, chúng ta có thể thấy một điều, đó chính là cái sự trải qua những cái sự nghi ngờ, sự hiểu lầm để dẫn đến một cái kết quả là nó không được như mong đợi, không được như mong muốn, và điều đó làm cho người ta được nhận ra cái giá trị của cái cuộc sống này, giá trị của đặc biệt là cái giá trị thời gian. Và sau đây tôi sẽ đọc cho các bạn nghe về một cái thông điệp về cái giá trị của thời gian, và qua đó thì hy vọng mọi người sẽ trân trọng hơn thời gian của mình, có thể làm những cái công việc có ích cho bản thân và cho những người thân yêu của mình. Sau đây là cái thông điệp giá trị của thời gian. Để nhận ra giá trị của một năm, hãy hỏi một sinh viên thi rớt cái kỳ tốt nghiệp. Để nhận ra giá trị của một tháng, hãy hỏi một người mẹ mới sinh con chưa đủ tháng. Để nhận ra giá trị của một tuần, hãy hỏi biên tập viên của một tuần báo. Để nhận ra giá trị của một giờ, hãy hỏi những người yêu nhau đang chờ được gặp nhau. Để nhận ra giá trị của một phút, hãy hỏi những người vừa ở chiếc tàu, máy bay. Để nhận ra giá trị của một giây, hãy hỏi những người vừa thoát khỏi một tai nạn. Để nhận ra giá trị của một phần nghìn giây, hãy hỏi những người vừa nhận được huy chương bạc ở một kỳ thi Thế vận hội. Thời gian không chờ đợi ai cả. Hãy trân trọng mỗi phút, mỗi giây mà bạn có. Bạn sẽ trân trọng nó nhiều hơn khi bạn chia sẻ nó với ai đó đặc biệt. Và chúng ta hãy biết ơn những ai làm tổn thương ta, vì nhờ họ mà ta trở nên mạnh hơn. Hãy biết ơn những ai đã lừa dối ta, vì nhờ họ mà ta nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn. Và hãy biết ơn những ai đó đã đánh đập ta đau, vì nhờ họ mà ta đã gây ra nhiều nghiệp chướng. Hãy biết ơn những ai đó đã ruồng bỏ ta, vì nhờ họ mà ta biết làm sao để đứng vững một mình. Trong cái cuốn này nó là những cái thông điệp nhỏ thôi. Tuy nhiên thì để suy ngẫm lại thì có nhiều điều rất là bổ ích, và chúng ta có thể giúp cho cuộc đời của mình nó dễ dàng hơn. Và để cảm nhận nó dễ dàng như thế nào thì mình sẽ đọc tiếp cho các bạn một nội dung cũng trong cuốn sách này, và nó ở cái mục là so sánh giữa dễ. Dễ là khi bạn có được một chỗ
trong sổ địa chỉ của ai đó. Khó là khi bạn tìm một chỗ trong trái tim của người đó. Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình. Dễ là khi nói không cần nghĩ, khó là khi biết kiểm soát những cảm xúc với lời nói của mình. Dễ là khi làm tổn thương một người ta yêu thương, nhưng khó là khi chữa lành những vết thương đó. Dễ là khi tha thứ cho những người khác, nhưng khó là khi ta cần người khác tha thứ. Dễ là khi đưa ra những quy tắc, nhưng khó là khi thực hiện những quy tắc đó. Dễ là khi ta có giấc mơ đẹp, khó là khi ta chiến đấu để vì một giấc mơ. Dễ là khi ta tận hưởng cuộc sống mỗi ngày, và khó là khi ta mang lại giá trị thực sự cho cuộc sống. Dễ là khi ta hứa hẹn, đó là khi ta thực hiện lời hứa đó. Dễ là khi ta phê bình người khác, và khó là khi ta cải thiện chính mình. Dễ là khi gây ra lỗi lầm, nhưng khó là khi ta rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm đó. Dễ là khi ta nói yêu thương với một ai đó, và khó là khi ta thể hiện điều đó hàng ngày. Dễ là khi ta nghĩ về việc cải thiện bản thân, khó là khi ta ngừng nghĩ để bắt đầu hành động. Cũng đã chào các dung, chào Hồng Phượng, và cuối cùng thông điệp cuối cùng nãy giờ thì tâm trạng nó hơi buồn một xíu vì phải đọc cái câu chuyện mà nó có cái không hay, và cuối cùng thì mình đọc thêm một cái thông điệp về cái cuộc sống là một quà, và mình cũng muốn đọc cho mọi người cái câu chuyện này. Hôm nay trước khi bạn nghĩ về việc nói ra một lời không thực tế, hãy nghĩ về một ai đó không thể nói được. Trước khi than phiền về